Xin chào tất cả mọi người, à, mọi người ơi làm phiền mọi người, bây giờ mọi người hãy ngay lập tức nhìn vào trong cái camera liền ha, bởi vì mình có một cái việc nó rất là quan trọng, mình muốn gửi đến mọi người, đây là một cái món quà dành tặng cho mình và cũng như là của mọi người luôn, thì đây. Ha ha ha, thì à, đây là cái nút bạc đây là cái nút bạc mà ở bên uh, YouTube họ đã gửi cho mình bởi vì kênh của mình đã như mọi cũng đã biết thì bây giờ cũng đã là một trăm hai mươi mấy ngàn người đăng ký rồi à, thì uh, khi mà hình như là mùng mình nhớ là mùng hai Tết là mình đạt được một trăm ngàn người đăng ký và nửa tháng sau thì bên YouTube họ có gửi cho mình một cái mail để chúc mừng mình cũng như là cho mình cái mã để mình nhận nút bạc thì khi mình nhập hết tất cả những địa chỉ này nọ đồ thì uh, À, khoảng cỡ thêm khoảng cỡ hai tuần lễ nữa là cho tới sáng ngày hôm nay là ngày 15 tháng 3 chắc có nghĩa là mình 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 nhớ hoài cái ngày này luôn bởi vì sinh nhật mình là 15 tháng 10 và mình nhận nút bạc vào ngày 15 tháng 3 có một sự trùng hợp ha. Và mình đã nhận được cái mà mình rất là mong đợi luôn. À, rồi thôi bây giờ đó thì trước khi mình nói tiếp thì mất mất một chút xíu thời gian thôi tại vì mình rất là vui. Mình biết là những những người đang đang nghe cái kênh của mình cũng muốn chia vui với mình luôn thành ra là mất một chút xíu thời gian nha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình sẽ unbox, mình sẽ mở cái hộp này ra để cho mọi người này nào mà chưa biết ở trong cái nút bạc nó có cái gì đó thì mình mình cũng rất là hồi hộp bây giờ mình cũng mở cho mình để dành luôn, mình để dành mình không có mở ra để tới khi nào mình lên mình ngồi mình kể chuyện mình mới mở ra cho mọi người xem ha. Rồi đây là một cái hộp màu đen, trong đây nó có những cái tem thì mình không cần quan tâm tới ha. Rồi đây là bên trong cái hộp của nó ha mọi người ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ mở ra, có một cái miếng mút màu đen và một cái bức thư gì đó của bên youtube họ gửi cho mình mà mình thì lại không có đành tiếng anh chắc là mình sẽ nhờ vợ mình dịch tại vì vợ mình giỏi tiếng anh hơn mình à đây là một cái cạc gì đó và một cái tem trong đây là họ có nút bạc nút vàng và nút kim cương thì phải nhưng mà nút kim cương thì chắc mình không có dám mơ tới còn nút vàng thì chắc có thể là <laughs> nếu mà người thương yêu ha thì có thể là mình sẽ đạt được ha rồi đây chính là cái nhân vật chính của mình đây ha à, mình mở ra đây Uh, thì nó, nó có để trong một cái bao ni lông nữa thì mình sẽ tháo cái bao ni lông này ra luôn oh, rất là hạnh phúc thật sự là rất là hạnh phúc luôn mọi người ha đây mình cất cái hộp này xuống gặp cái hộp này xuống đi rồi đây đây chính là cái nút bạc của mọi người nha đây không phải là nút bạc của mình thì đương nhiên là mình vẫn phải ghi cái tên của cái kênh của mình chứ cái tên của cái, cái cái, cái 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 kênh của cả nhà mình đó là chuyện ma vũ mập thì mình ghi trên đây là trên đây là nó có ghi là chúc mừng bạn được 100.000 subscriber đây đây là cái nút bạc của mọi người ha mọi người ha cũng rất là đẹp và cũng khá là nặng tay luôn đó thì uh, thôi bây giờ mình sẽ để nó ở đây đi mình để mình trưng bày nó ở đây À, rồi thì mình xin nói một chút xíu thì đây mình nhân cái dịp này thì mình cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì thật sự khi mà mình thành lập ra cái kênh chuyện ma phủ mập này á thì mình không có lúc đó thì thật sự là mình làm cái cái vấn đề gì gì đó đó thì mình đều phải nghĩ tới cái tương lai thì lúc mà mình mình có nói với vợ mình nói bây giờ kể chuyện ma là khi mà mọi người đã đã chịu nghe rồi đó tầm khoảng cỡ năm mười ngàn người đăng ký đó thì mình nghĩ trong lòng nó thôi chắc là mình nhận được tới cái nút bạc là khoảng cỡ hai ba năm nữa có nghĩa là năm 2022 hay là 2023 gì đó mình mới nhận được cái nút bạc thì chắc tới đó là đủ rồi. Tới đó là mình cảm thấy là ok là đã được mọi người chấp nhận là ok rồi. Nhưng mà không ngờ thì chắc là do mọi người thấy là chuyện mình kể hợp với mọi người, hợp gu mọi người. Đâm ra là mọi người chia sẻ nhiều thành ra là mình mới được cái nút bạc nó sớm hơn dự định rất là nhiều luôn. Mới đầu năm 2021 thôi, ngay cái mùng 2 Tết thôi là mình đã được 100 ngàn và bây giờ mình đã được nút bạc. Thì đó là một cái một cái sự biết ơn đối với mọi người rất là nhiều. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều và mình xin nhắc lại một lần nữa ha cái nút bạc này nó không phải là của riêng mình, thành ra một mình xin phép mọi người một hồi nữa mình sẽ chưng nó trên đây thì đây là cái nút bạc của mọi người để mọi người hàng ngày mọi người vào nghe chuyện mà mọi người thấy được cái cái nút bạc của mình à bạc của mọi người đó ha à, thì mọi người cũng thể là tự hào nói với những người khác ở ờ, thằng vũ mập nó mới vừa lấy được nút bạc đó thì trong đó là cũng có nhờ tao hỗ trọng đó cũng phải có một người ở trong đó một người ở trong 100 trăm ngàn người này thì mình mới có được cái nút bạc ngày hôm nay và một người như vậy thì mọi người cũng đã quy đổi được một ngàn đồng như là cái chương trình từ thiện mình đã nói với mọi người đó thì đó vì thành ra mình mới nói là đây là cái nút bạc dành tặng cho mọi người à mà bây giờ không lẽ giờ mình cắt nhỏ từng miếng ra mình gửi cho 100 trăm ngàn người thì đó là một cái việc cái điều không thể nào làm được đâm ra là mình xin phép mình trưng ở trên đây để cho hàng ngày thì mọi người có thể là à, thấy được cái nút bạc này ha mọi người ha rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều và cái chia sẻ nữa ha thì à, lúc đầu như là mình nói đó mình cũng nghĩ là nút bạc là coi như là cái điểm cái điểm đến của mình rồi cái điểm kết thúc của mình rồi nhưng khi mình cầm được cái nút bạc này rồi ha thì mình mới nhận ra được đó đây chỉ là một cái sự khởi đầu thôi bởi vì khán giả vẫn còn gửi chuyện nhiều khán giả vẫn còn thương yêu rất là nhiều và dạo mấy ngày nay có người rất là nhiều người gửi tiền về cho mình ngay từ đầu mình không có dám kêu gọi đô nay gì quá nhiều nhưng mà mọi người đã gửi tiền về cho mình là cho mình làm từ thiện rồi mời mình một bữa ăn này nọ rồi nữa thì mình cảm thấy là cái tình cảm của khán giả dành cho mình nó càng ngày nó càng lớn à thì đây đây chính là cái đánh dấu cái sự bắt đầu cái sự bắt đầu khi mà mình được mình đã được khán giả chấp nhận mình chấp nhận những cái câu chuyện mình kể chấp nhận cái lối kể chuyện của mình đó và mình sẽ cố gắng nhiều hơn chứ không phải mình nghĩ ừ đây là đích đến rồi thôi bây giờ sau này muốn kể sau đó là kể à bây giờ nói thẳng với mọi người luôn mình sẽ cố gắng mình lên được cái nút vàng như trong cái tấm này đây đây mình sẽ cố gắng mình lên được như này mình không phải là mình tham hay là mình nói cái gì nhưng mình sẽ cố gắng mình kể để cho mọi người thương yêu mọi người chia sẻ nhiều mọi người nhiều người biết tới à mình chỉ muốn được phục vụ càng nhiều người càng tốt thôi và mình sẽ mình không biết trong vòng bao lâu có thể là 4 năm, 5 năm hoặc là thậm chí là 10 năm nữa đi thì mình mới nhận được cái nút vàng này nhưng mà đó sẽ là cái cái đích đến tiếp theo của mình để mình gặt hái được và nhờ cái đích đến đó mình sẽ cố gắng hàng ngày every day every single day luôn hàng ngày hàng ngày hàng ngày mình sẽ kể những câu chuyện hay nhất, tốt nhất và bằng một cái bằng cái nhiệt huyết tốt nhất để dành tặng cho mọi người. Rồi thôi rồi, một lần nữa nha, cảm ơn mọi người vì cái nút bạc của mọi người ha. Có mình Và có cả mọi người ở trong đó luôn, cảm ơn, cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn ha. Rồi xin phép mọi người bây giờ là mình sẽ à, trưng bày lên đây. Hay vậy ha mọi người ha. Rồi, ok và mình sẽ thu dọn những cái này, cái này chắc là mình mình sẽ nhớ hoài cái ngày hôm nay ha, ngày 15 tháng 3 thật sự là mình 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 rất là hạnh phúc. Mình biết là mọi người nhìn cái cái thái độ của mình như vậy là chắc cũng biết là mình rất là hạnh phúc ha. Đây là một cái điều mà thật sự không không còn biết nói gì nữa hơn luôn á, thiệt luôn á, rất là vui luôn á. Thôi, bây giờ không nói nữa và bây giờ mình sẽ vào chuyện luôn do bất kỳ thời gian là mình xin phép mình không có đọc tên nhưng mà nó comment. Ha. À quên đi một cái nữa là mình sẽ kéo cái hũ khô bò này vô bởi vì nếu mà không kéo vô là vợ mình sẽ chửi mình là không có quảng cáo ha mọi người ha à, rồi bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay à quên nữa mọi người có thấy cái áo mình không cái áo mình đang mặc có vẻ là nó hơi khác khác bình thường nó nó hơi mới mới đúng không thì đây chính là cái áo của một anh tên quyền mà anh đã đã tài trợ cho mình ba cái áo trong mùng một mùng hai mùng ba tết đó thì bây giờ nghe mình nói là sắp nhận được nút bạc ảnh tặng riêng cho mình một cái áo này luôn à để mà mình mặc lên để mình in bóc nút bạc cho mọi người một cái áo mình mặc vào là mình cảm giác là nó rất là tâm linh và rất là dễ kể chuyện ha cảm ơn anh Quyền rất là nhiều anh Quyền của cái chủ của một cái thương hiệu là hang một chín một chín ba mai những cái áo gì rất là đẹp luôn mọi người hay là vào trong Facebook để mà tìm mua những cái áo này của anh đó một chín tám ba Hanmax một chín tám ba mai những chiếc áo nó rất là đẹp ha rồi bây giờ là mình sẽ không mất nhiều thời gian nữa mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha thì uh, cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á là do một uh, một bạn bạn này bạn có tên là sophie Phan bạn đã gửi về uh, cái mail cho mình thì uh, bạn là nữ nhưng mà bạn không có để bạn phải chia tên sophie thôi uh, do là nữ rồi thì mình đặt tạm cho bạn này tên là một cái tên là vi đi một cái tên mình đặt tạm cho có cái tên gọi thôi ha mọi người ha thì bạn này thì bạn có gửi về cho mình á là bốn cái câu chuyện ngắn khác nhau hả cái câu chuyện đầu tiên thì bạn nói là được nghe kể lại thôi lúc đó là bạn còn rất là nhỏ cho tới sau này bạn lớn lên thì bạn mới được nghe kể lại thôi á lúc đó đó thì nhà bạn á là có tới mười kiểu như là ông ông nhà, gia đình bên ngoại á là có tới mười người con lận và bắt đầu là một bác là gọi là bác cả và sau đó mới tới gì hai rồi gì ba bác tư bác năm gì đó thì những người nào mà không có liên quan đến câu chuyện thì mình không có đề cập tới bây giờ mình chỉ đề cập tới một cái người là bác cả à, bác cả này khi mà sinh ra đời như vậy mặc dù là con đầu lòng nhưng mà không có được chào đời mọi người khi mà vừa sanh ra vừa chào đời tầm khoảng cỡ vài giây thôi là đã qua đời qua đời khi mà còn vừa mới ra bụng mẹ thôi À, rồi sau đó rồi thì cũng bắt đầu là cũng chôn tại nhà rồi sau đó rồi cũng thờ cúng này nọ đồ ha rồi cho tới sau này bắt đầu là mới sinh bác hai bác ba này nọ đồ tất cả mọi thứ đều sinh sống được bình thường rồi thì cái nhân vật chính trong câu chuyện này đó đó chính là gì hai À, dì hai là đương nhiên dì là là nữ rồi thì dì hai sau này khi mà lớn lên như vậy đó là mới à, lập gia đình à, lập gia đình ở bình thạnh chứ không còn ở quê và bạn này bạn cũng không có đề cập tới quê của bạn luôn mà mình cũng không biết quê bạn ở đâu nó nôm na là quê ở và ở sài gòn đi thì à, dì hai mới à, đi về mới mới đầu là rời khỏi quê để mà lên sài gòn để mà lập nghiệp rồi sau đó là cũng gặp chồng và cưới chồng đương nhiên là cũng về nhà chồng luôn thì cái năm đó nha cái năm đó thì dì hai á đi kiểu như là đi công tác với chồng á đi thế nào đó thì mới bị tai nạn và mới bị qua đời thì khi mà tai nạn như vậy á không phải là qua đời tại chỗ mà vẫn còn hấp hối đâm ra đó là bác gọi là gọi là dì hai thì mình gọi là chú hai đúng không ta à phải gọi là bác hai rể mới đúng thì bác hai rể thấy là vợ mình đang ọc máu đang hấp hối như vậy thì tức tốc bắt đầu là chở vô trong bệnh viện Chở rẫy hay nọ đồ thì tất cả những cái quá trình như vậy đó là cái cái người bác hai này không có cái thời gian để mà gọi về quê để mà báo cho gia đình mà lúc đó mọi người biết không khi mà cái tai nạn bị tai nạn như vậy là 12 giờ đó 12 giờ đêm nha 12 giờ đêm gần 1 giờ đêm nha rồi vô trong đó này nọ xong mới là tới còn khoảng cỡ một giờ mấy đêm là bắt đầu dì hai mới chính thức là tắt thở và mới qua đời đó. rồi khi mà tắt thở qua đời rồi đó nha lúc này thì ở nhà bắt đầu là mới gọi về nhà mới gọi về quê mới báo Ờ à, là dì hai bị này bị nọ thì gia đình cũng đau khổ này nọ đồ thì gia đình cũng không có lúc đó là cũng đang kiểu như tan gia bối rối đó mọi người cũng không có đi nói với hàng xóm đâu mà mới gọi cho bà con trước a à, gọi cho bà con trước rồi hàng xóm mới tính sao rồi tới sáng hôm sau bắt đầu là cũng quy tụ về bắt đầu là cũng ngồi đám ma đó thì tổ chức ở nhà tang lễ ở trên bình thạnh ở trên sài gòn nhưng mà ở dưới quê đây một những người nào mà đi được lên đây ấy, thì đi ví dụ như là à, ông ngoại bà ngoại này nọ đồ anh chị em cô chú ruột ấy, thì đi à, còn những người nào mà không đi được á, thì phải ở nhà cũng làm một cái mâm cơm cúng luôn à cũng làm một cái mâm cơm cúng rồi cũng kêu hàng xóm tới này nọ đồ để mà thông báo cái việc đó ra bởi vì cách sở địa lý mà không thể nào mà đi lên đây giữ đám ma được đó thì khi mà đi qua đây rồi cũng hàng xóm cũng qua cũng chia buồn á, thì có một người có một người hàng xóm người này là kế bên nhà luôn thì họ mới nói là ai 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 mất trong gia đình đó thì ở đây ở những người đại diện ở dưới quê người ta mới nói là ờ à, thì gì uh, hai gì hai nhỏ thứ hai đó là uh, nó bị mất ở chợ do tai nạn gì đó trời ơi tôi ở dưới đây tôi cũng đâu có biết đâu tôi nghe nói đâu là đụng lúc 12 giờ mấy rồi uh, đưa vô bệnh viện chợ rẫy chợ riết gì ở chợ đó rồi sau rồi cũng khoảng cỡ tiếng tiếng mấy rồi đó là mới tắt thở mà tới 3 giờ đó thì thằng chồng mới chợ đó nó mới báo xuống dưới đây 3 giờ tôi mới biết là đó thì bắt đầu những cái người hàng xóm nó phải không phải phải vậy không chứ sao kỳ vậy ta sao tối hôm qua mà phải là con hai không phải là con bé hai mà mà ngày xưa mà tôi ẩm đó, hay tôi hay ẩm mới đi chơi không thì nó đó bây giờ nó lên trển trời ơi, bữa đám cưới mà bà, bà, còn đi bà nói gì vậy nói, ủa vậy sao tối hôm qua này tôi lại thấy con hai nó về vậy ta trời ơi, khi mà nghe nói như vậy á là gia, gia đình ở đây là tao hỏi nổi da gà cục cục luôn đó trời ơi đừng có nói bậy nha nó vừa mới chết đó, bị tai nạn ngoài đường vậy đó thì cũng gọi là chết quan chết ức đừng có nói bậy nói bạ vậy á mất công tội nó nói không trời ơi bà biết tôi mà tôi trời ơi tôi cưng nó tôi cưng nó gần chết luôn hơi đâu mà nói xạo nè tôi nói nghe nè tôi nghĩ lúc này bà này bắt đầu phân tích nha tôi nghĩ đó nếu mà ở trên đó bệnh viện người ta báo là tới một giờ rưỡi bé hai nó mới tắt thở là không có chính xác tại vì tôi gặp cái hồn ma của hai á Lúc đó là chưa tới 1 giờ, 1 giờ kém 5 hay sao đó thôi. À, thì bà mới kể lại toàn bộ. Cái à, tối hôm đó thì đương nhiên những người này người ta cũng lớn tuổi rồi. À, lúc đó thì dì hai đã lớn tuổi mà những người này còn kêu dì hai bằng con này con nọ thì chắc là người đó là sẽ phải lớn tuổi lắm. Thì người đó mới nói là tối tôi thì tôi hay kiểu như là đi kiểu đi tiểu đêm mọi người, những người già hay đi tiểu đêm đó. Thì tối đó mới đi ra để mà đi ra nhà vệ sinh để mà tiểu thì khi mà đi ra như vậy đó thì vô tình nhìn coi do là nhà hàng xóm kế bên nhau mà thì mới vô tình nhìn qua bên nhà bên kia thì thấy là có một cái bóng dáng người con gái một người phụ nữ mới đúng chứ may là con gái mà đứng trước cửa đứng trước cái cổng chứ may là đứng trước cửa đứng trước cái cổng nữa đó và cứ đứng mà kiểu như là lóng ngóng nhìn vô đó mọi người à lóng ngóng nhìn vô cứ lóng ngóng nhìn 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 vậy nè à thì uh, khi mà bà đây bác phát hiện như vậy thì bác tưởng ăn trộm à, hàng xóm kiểu như hàng xóm láng giềng với nhau mà bà con xa không bằng láng giềng gần mà thì bà mới uh, không có đi tiểu nữa bà mới ngừng lại bà rình à bà mới núp ở sau cái bụi cái bụi cái bụi cây đó để mà bà nhìn bà ngó thử coi tại vì bà thấy là nếu mà nó là thằng con trai đó nha thì có thể là mình chạy của mình kêu ừ là mày muốn ăn cắp ăn trộm cái gì nhưng mà do là thấy dáng của người phụ nữ thành ra là cũng hơi lưỡng lự chút xíu thì mới đứng nhìn nhìn thì khoảng cách tầm khoảng cỡ 10 mét thôi à thì bà đứng bà nhìn nhìn thì bà thấy cái dáng phụ nữ đó nha không có thấy rõ mặt mày nha mà cứ đứng mà cứ cứ ngóng ngóng lên như vậy là cứ dòm vô trong nhà mọi người cứ đứng mà cứ dòm ở trong nhà mà cứ ngóng 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 như vậy nè thì bà nhìn cái bác đó là bà nghĩ nó ủa nếu mà ăn trộm thì gái sao mà nó ăn trộm được mà sao nhỏ này sao tôi nhìn tao thấy nó quen quen ta à nhìn bắt đầu là nhìn tướng thật sự nha phụ nữ mà nhìn phụ nữ đó thì thường là họ sẽ nhìn vô cái dòng ba này rồi dòng eo rồi bắt đầu là tướng tá vai nọ đồ ha mọi người ha nó, cái, cái, cái tướng con nhỏ này mà cái, cái đít nó bự bự này nó giống như con bé hai cái bên nhà quá ta ủa mà nó ở trên nghe nói là nó ở đâu trên bình thạnh bình chánh gì ở sài gòn mà ta sao nó xuống đây ủa mà nó xuống rồi chồng con nó đâu rồi nó xuống gì đêm hôm khuya khoắt vậy trời đó bà mới đứng mới tầng ngần bà cứ suy nghĩ suy nghĩ hoài nhưng mà lúc đó thì bà cũng đã đinh ninh được 80% là gì hai rồi tại vì từ nhỏ tới lớn là hàng xóm kế bên nhau mà tay nựng tay bồng từ nhỏ tới lớn thành ra là nhìn là biết đó thì thôi bây giờ thôi nếu mà ông hai thì nhiều khi là nó đứng rồi rồi nó đứng nó ngóng ngóng nó nhìn nhìn như qua mình hỏi chuyện nó coi làm sao nếu mà lỡ nhà nó khóa cửa thì mình kêu qua nhà mình ngủ chứ làm sao giờ đã thì vừa bước ra khỏi bụi cây tính lại nói chuyện thì thấy cái bóng nó mất tiêu không còn thấy đâu nữa À và kiểu như là tổng cộng cái thời gian mà bà này bà nhìn thấy cái bóng của dì hai nha Là phải cỡ 5 tới 10 phút Chứ không phải là mình thấy là ừ thoát ẩn thoát hiện thì mình nói là ừ là trông gà quá cuốt, già quá mắc mờ Từ 5 tới 10 phút mà bà đó bà diễn tả là nó cứ đứng mà nó cứ nhón nhón lên Dì hai cứ đứng mà cứ nhón nhón lên ngóng ngóng giống như là Đang trông chờ một ai đó hay là đang kêu một ai đó hay sao hết Thì khi mà thấy biến mất rồi đó thì cái bà hàng xóm này bà mới nói trời ơi thiệt chứ không lẽ giờ già bị hoa mắt ta ơi đó rồi cũng thôi cũng đi giải quyết tâm sự rồi cũng đi vô ngủ à thì vừa ngủ một chút xíu tới tới sáng bắt đầu là nghe thông tin là gì hai đã mất mới chạy qua bắt đầu là mới nghe tới cái chi tiết là ừ là cũng thông báo là ừ bị tai nạn lúc 12 giờ mấy rồi sau đó là đưa lên trên bệnh viện hấp hối rồi bắt đầu là bác sĩ nói là tắt thở lúc một giờ rưỡi thì nó hoàn toàn nó không có chính xác cái này mình không có trách bên bệnh viện thật sự là cái y khoa, cái khoa học người ta không thể nào chính xác được từng giây từng phút được là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó mà về mặt tâm linh mà nói nha, trong lúc hấp hối đó cái thể cái cái thể xác của mình á và cái hồn của mình có thể là tạm thời lìa nhau ra được nha mọi người nha. Trong rất là nhiều câu chuyện mình kể là có những trường hợp như vậy luôn. À có nghĩa là trong một trong một giây một phút nào đó đó là cái hồn mới lìa khỏi xác và sau đó là mới nhập vô lại và mới lìa ra mới nhập vô lại là kiểu như hấp hối mà mọi người là có thể đúng có thể là bác sĩ đúng là đúng là chính thức tắt thở luôn á là đúng một giờ rưỡi nhưng trước đó từ lúc bị tai nạn cho tới lúc mà đưa vô bệnh viện đẩy lên băng cai nọ đồ thì trong những cái khoảnh khắc đó có những thời gian có những thời điểm vì hai đã tắt thở rồi nhưng sau đó là bắt đầu là Thở lại, tắt đi rồi, thở lại, tắt đi rồi, thở lại. Thì trong, mọi người biết mà, phận làm dâu mà xa quê như vậy đó, là ở trong lòng lúc nào cũng nâu nấu về quê nhà hết trơn. À, cũng nhớ về ba mẹ ruột, cũng nhớ về anh chị em trong nhà. Đâm ra cho tới khi mà có thể là dì hai đã nhận biết được là mình sẽ không có qua khỏi được đó. Thì trong đầu dì hai lúc nào cũng nghĩ, nghĩ, nghĩ và nghĩ tới nhà mình, quê nhà mình, ba mẹ mình này nọ đồ. Thì cái hồn của dì hai đã về tới đó à đã đứng ở ngoài cửa mà ngóng vô còn lý do tại sao đứng ngoài cửa ngóng vô đơn giản thôi bởi vì ở dưới quê đó người nhà người ta thường có thờ thần giữ cửa hoặc là thờ củ quyền đó, hoặc là thờ thờ, thờ Phật bài nọ đó thì một cái linh hồn mới vừa một cái vong hồn mới vừa mất như gì hai nó thì không thể nào mà vô cửa được à, mới có thể là đứng ở ngoài cổng để mà ngóng ngóng như vậy thôi à rồi thì khi mà nói lại như vậy rồi thì hàng xóm người ta nghĩ là à, là chắc gì hai cũng linh thiêng và kèm theo đó là cái sự xúc động về tội nghiệp tại vì cái câu chuyện đó mà kể ra trong cái thời điểm đó thì người ta nghe người ta ít sợ lắm mọi người người ta chỉ cảm thấy rất là tội nghiệp thôi ha chắc mình nghĩ là mọi người sẽ đồng cảm được cái việc đó rồi thì cũng qua xong rồi cũng đám ma xong rồi thì ở trên đây thì cũng tội nghiệp ông bác hai thì ông cũng gà trống ông nuôi con nữa Ông nuôi cũng mấy đứa con nó đâm ra là ở đây là mẹ nè, mẹ ruột của cái bạn Vi hồi nãy nè, bạn Vi kể chuyện nè, thì mới là đi lên trên đây để mà trong cái thời gian đó là vừa chăm con, à vừa chăm con rồi cũng là à, vừa phụ nấu nướng này nọ đồ để mà làm 49 ngày, tại vì ông kia ông cũng phải đi làm nữa, ông thì ông rất là thương vợ nhưng mà trời ơi con cái mình lóc nhóc, mình cũng phải đi làm mà đi làm thì người ta đâu có thể nào mình ở, hôm nay là cúng thất vợ tôi cho tôi về cúng thất, đâu có đâu dễ gì thành ra đó là Ông cứ phải đi làm thành ra là mẹ mới lên để mà cúng thất thì trong vòng 49 ngày đó nha nó không có quá nhiều cái câu chuyện đâu mà khi mà mẹ về thì mẹ chỉ kể lên với người nhà đó là cứ tới mà cái giấc mà chiều chiều đó nha cái giấc mà chiều chiều là tự nhiên cảm thấy là ở trong nhà nó rất là lạnh mặc dù mẹ là một cái người dưới quê là trời ơi, người ta dưới quê là người ta rất là sợ máy lạnh người ta không bao giờ người ta bật hết trơn đó người ta cứ bật quạt máy để đó thôi vậy thôi à nhưng mà cứ tới đúng mà chiều 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 như vậy đó là cảm thấy là nó lạnh trong căn nhà nó lạnh mà cảm giác nó rất là bất an mà nó kỳ lắm kìa nó rất là kỳ cục luôn nha là phải đứng ra ngoài sân đợi cho thấy cái nào ông bác hai ông về đó thì mới dám vô nhà thì khi mà ông bác hai ông về đi vô nhà một cái thì cái nhà nó ấm lên một cái cách nó rất là lạ thường mình biết cái này mình kể ra nó nghe nó không có kinh dị đâu tại vì mọi người sẽ không có dễ mọi người tưởng tượng được nhưng mà mẹ nói á cái cảm giác nó lạnh nó kỳ lắm, nó lạnh tâm linh mà nó lạnh nó Đà Lạt nó khác. Nó lạnh ở máy lạnh nó khác, nó lạnh ở cái tủ lạnh nó khác, còn nó lạnh cái tâm linh á nó lạnh nó rất là kỳ lạ, nó làm cho mình cứ gợn gợn da gà. Chỉ có những người đã trải qua rồi mới biết được cái cảm giác đó thôi mọi người đó rồi đó là thì sau sau bốn ngày là xong cũng 49 ngày là xong rồi mẹ cũng đi về quê và cũng tiếp tục cái cuộc sống thôi đó à, thì ai cũng phải tiếp tục cuộc sống của mình đúng không rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha mọi người ha một câu chuyện nghe nó cũng khá là buồn bây giờ là sẽ uh, qua tới cái câu chuyện thứ hai cái câu chuyện thứ hai này á, uh, nó cũng mang cái chủ đề là 49 ngày và cũng là một thành viên trong 10 người trong gia đình của bên ngoại của bạn Bi luôn. Uh, đó là cái người cậu thứ 9, nhỏ hơn mẹ à nhỏ hơn mẹ nha thì à, cái con người cậu đứa chính này cũng bị mất và cũng là do tai nạn giao thông nhưng mà mất rất là trẻ trẻ ở đây là bao nhiêu tuổi đó thì không biết nhưng mà bạn vi bạn chỉ nói là trẻ tới cái nỗi đó mà người nhà không có làm đám ma ở trong nhà luôn thì mình nghĩ là chắc chắn là khoảng cỡ dưới 12-13 tuổi, tầm khoảng cỡ 8-9 tuổi, 10 tuổi gì đó thôi. Đó. Thì khi mất như vậy đó là không có làm đám ma trong nhà đó là một cái phong tục. Mình nghĩ là phong tục này thì chắc là mình đoán khoảng cỡ 7 tới 80% là quê của bạn này chắc là ở miền Tây rồi. À, miền Tây thường là có phong tục đó ha. Thì hòm um, á thì để kế bên nhà phải làm một cái mái tôn che ra để kế bên nhà luôn. Đó, rồi sau đó bắt đầu là mới làm đám ma này nọ đồ. Đó. thì cho tới 49 ngày do lúc này đúng theo cái cái nguyên tắc đó nha là không có được thờ ở trong nhà luôn á đó nhưng mà do ông bà ngoại cũng thương quá đi thờ thì không thờ đâu nhưng mà cũng xin cũng xin phép sư thầy nội cho lập một cái bàn thờ một cái bàn vong à chứ nếu đúng ra là không có bàn vong luôn nha mọi người nha có những chỗ mà người ta khó đó người ta tin tâm linh quá thì người ta không làm bàn vong luôn đó nhưng mà thôi thương con mình quá đi mới lập một cái bàn vong mới để ở trong nhà như vậy rồi thì à, sao đương nhiên thì trong vòng một cái thất đầu tiên thì người này người kia cũng xâm hợp về thì cũng phụ nấu nướng làm 49 ngày nọ đồ riêng về cái khoản đó nha. Riêng về cái khoản mà tâm linh đó là người nhà của của bạn Vi này rất là tinh, Đâm ra là cơm cúng này nọ rất là đầy đủ và rất là cầu kỳ chứ không phải là cúng đơn giản là xong đâu. hả à. nhưng mà do công việc thì cũng phải làm đâm ra là mới thuê thêm một cái người cái người này cũng là một cái người trong vòng trong trong sớm thôi đó mới thuê cái người đó lại để mà làm một đúng một cái nhiệm vụ là cái gì là thường xuyên á, lao dọn thai nhang rồi đốt đèn cày trên bàn vong và sau đó là cứ tới đúng một thất là phải chuẩn bị đi chợ nấu nướng này nọ đồ như là cái menu của bà ngoại đưa ra đã rồi bắt đầu nấu nướng để mà trưng bày trưng dọn đồ lên à rồi bắt đầu khi mà cái cái người này á họ vô họ làm mới tầm khoảng cỡ được có hai ba ngày thôi thì họ họ ngủ họ ngủ gần cái bàn vong luôn và cái bà này cũng là thuộc dạng một cái bà mà cũng không có hề sợ ma đâu nha kêu bà ừ là vô phòng này phòng nọ Bà ngủ bà không chịu đó bà nói để bà ngủ trước nhà để bà có gì bà canh lao dọn này nọ rồi bà sợ nhiều khi là đèn cày rồi trái bàn vong này nọ rồi đó đó thành ra là bà không có sợ bà ngủ như vậy nhưng mà cho tới cái đêm thứ tư đó lúc này thì ba với mẹ của bạn vi nè đang ngủ trong phòng ha à, đang nằm ngủ trong phòng thì hai vợ chồng ngủ trên cái giường như vậy thôi đang nằm ngủ cái tự nhiên á mẹ chị vi đó mô mẹ bạn vi đó mới cảm thấy là cái chân mình nó nhột nhột à cái chân mình nó nhột nhột thì trời mẹ chị vi mà mẹ bạn vi cũng nhảy lắm nha tưởng đâu là em mình là cậu chính là hiện về là 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 khiều giò thì bắt đầu cũng lấy cái chân cũng khiều khiều kiểu như lấy cái chân vơ qua vơ lại gì nè thì khi mà quơ qua quơ lại vậy còn hết hồn thêm cái nữa là đụng vô cái gì nó cứng cứng mà thấy là nó còn rung 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 rung, rung mà nó còn lạnh lạnh nữa đó thì mẹ bạn Vi mới hết hồn mới bật đầu ngồi dậy thì trời ơi ai là cái bà mà mướn để mà giúp việc đó mình gọi là cái bà giúp việc đi. Thì cái bà giúp việc bà đang nằm ở dưới chân của hai vợ chồng mà bắt đầm bà rung như vậy nè. Đó thì ở đây bắt đầu là mới mở đèn lên nói trời ơi chị ơi sao chị vậy? Trời ơi đã sáng em nói rồi chị ngủ thì chị đi vô trong bếp chị ngủ em có để mền mùng trong đó. Chị không ngủ chi rồi bắt đầu tối đêm hôm rồi chị ngủ trước rồi chị vô đây chị nằm kế bên vợ chồng em chị ngủ kỳ vậy thì bà ngồi với bắt đầu là bà vừa rung mà bà vừa kể bà nói trời ơi trời ơi thằng chính thằng chính nó về á nó khều chân tôi nó khều chân tôi ghê quá à trời ơi tôi hết hồn tôi tôi quán quá đi tôi chạy vô tôi thấy phòng anh chị không khóa cửa thì tôi tôi nhào vô tôi tôi, tôi, tôi nằm đại thôi chứ tôi đâu có biết gì đâu tôi sợ quá đi thì khi mà nghe kể lại như vậy á mẹ bạn vi đó thì cũng nửa tin nửa ngờ đi nhưng mà còn ba bạn vi thì hoàn toàn không có tin À, tại vì ba bạn vi thì không phải là không tin vào tâm linh đâu nhưng mà cũng nghĩ là bà này bà nhiều khi là bà xạo hay sao đó bà bà vô trong phòng mình để bà bà ăn cắp đồ hay là chẳng hạn như vậy thì bắt đầu là ba bạn vi nói thôi chị chị ơi chị đi ra ngoài chị ngủ rồi nếu mà chị nằm ở đó mà nó có khiều chân chị hay gì đó thì chị đi xuống dưới bếp đi em em nấu vậy thôi chứ trời ơi chị kể ra em không tin được một chữ nữa hơi đâu mà hai vợ chồng em đang ngủ rồi chị vô đây chị nằm dưới chân rồi chị rung rung này nọ rồi ờ, uh, lỡ mất đồ mất đạt đồ gì làm sao đã chị nói chị không có sợ ma mà chị nói chị không sợ chị còn xung phong chị ngủ trước bàn dông mà rồi bây giờ chị nói chị sợ sao có người chị sao mà nó hai mặt quá à? Thôi thôi chị chị đi đâu chị ngủ kệ chị rồi chị đi ra khỏi phòng giùm em cái đi đó thì bà này bà nghe bà sợ nha bà cũng hơi giận giận nhưng mà bà cũng sợ bà cũng đi ra thì bà khi mà bà đi ra đó bà ngủ ở đâu á thì ba mẹ cũng không biết luôn đó thì ba mẹ mới nằm xuống ngủ tiếp đó. thì khi mà đang nằm ngủ như vậy mới được tầm khoảng cỡ năm mười phút thôi mọi người à tầm khoảng cỡ năm mười phút thôi bắt đầu lại tiếp tục nghe nhột nhưng mà lần này không phải là riêng mẹ bạn vi nghe nhột nữa ba bạn vi cũng nghe nhột nhột luôn đó thì bắt đầu hai chồng mới ngồi vậy mới bực mới nói, trời ơi chị ơi sao tôi nói chị rồi mà sao mà chị vẫn vô đây chị nằm sao mà ngồi vậy nói nói, nói xong cái không thấy trả lời mật cái đèn lên á thì không có ai hết trơn không có một người nào ở dưới chân hết trơn kỳ dữ ta không lẽ lộn nhầm gì ha tắt đèn vừa nằm xuống đâu khoảng cỡ năm bảy phút sau hơi bắt đầu lúc này nha không phải là khiều chân mà khều nhẹ nhẹ như hồi nãy nữa mà là cái kiểu như là hai ba cái ngón tay mà cào luôn đó. cào mà nghe nghe một cái rột như vậy nè nghe một cái rột như vậy luôn nè nó rất là đau nha mọi người nha không phải là gọi là đau mà chảy máu rớm máu không có mà giống như là hơi thốn đó giống như mọi người thử mọi người lấy cái tay mọi người mọi người cào vô trong cái bàn chân một người mạnh như vậy coi là nó hơi thốn thốn thì khi mà nó thốn như vậy thì cả hai chồng mới bật đầu dậy mở đèn lại không thấy ai tin chưa lúc này còn gì nó không tin nữa tức tốc chạy ra bàn vông ha, bắt đầu lôi cái um, gọi là cái cái chậu để mà đốt với tiền vàng bạc ha rồi với, với tiền vàng bạc thì lúc nào mà nhà mà sau khi mà có đám tay lúc nào cũng có chuẩn bị sẵn để mà bốn chín ngày đốt rồi mà, à, mỗi một thất đốt mà đốt rau đem ra đó đốt mà đốt quá trời đốt luôn ha mới cắm nhang mới đầu nói ừ thôi chính ơi thôi anh biết rồi anh anh tin rồi thôi đừng có chọc phá nữa bắt đầu lúc này mới kêu cái bà giúp việc lên mới đứng đó đứng trước mặt cái bàn vong nha xin lỗi ừ em xin lỗi chị em biết rồi hồi nãy chị bị khiều thiệt nãy em nói chị em không tin này nọ đồ nó về nó khiều em thôi bây giờ nó có chị đây luôn em cũng nói với nó luôn à, thôi chính ơi chị đây á chị vô đây chị làm á là bởi vì nhà mình cũng bận rộn quá đi ở nhà thì không có khá giả mà con cái thì lại đông thành ra là có gì mướn nhờ cái gì này vô để mà kiểu như là tới mỗi một thất đó là sẽ cúng cơm cho em để mà cho em có cái bữa ăn đầy đủ này nọ đồ em cũng đừng có chọc phá chị để cho uh, chị có thể là ngủ ngon này nọ đồ còn chăm sóc những công việc trong gia đình đó rồi nói xong hết mới đốt hết với tiền vàng bạc xong mới cắm nhang lên nhang nó công 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 ha đó rồi mới đi vô trong phòng ngủ thì từ đó cho tới hết 49 ngày luôn mọi người không còn bất kỳ cái vấn đề gì xảy ra luôn Đấy, nhưng cả gia đình biết là cậu chính đã ở trong nhà đã về được nhà rồi đó cũng là một cái phần rất là yên tâm bởi vì khi mà bị tai nạn ra ngoài đường ở ngoài đường như vậy đó có những người mặc dù là tin tâm linh nhưng mà họ lại không có biết cúng kiến kỹ càng đó thì có thể cái vong hồn nó vẫn còn nằm ngay chỗ mà mình đã mất chứ không có về được tới nhà đó thành ra là khi mà biết như vậy sợ thì cũng có sợ nhưng mà ông bà ngoại thì cũng nói là ừ thôi vậy thì cũng sợ thì cũng sợ thiệt nhưng mà cũng yên tâm là chính nó cũng về nhà rồi đó chứ có biết bao nhiêu người đó trời ơi cứ cúng kiến này nọ đồ dữ dằn lắm tưởng đâu là còn về nhà rồi nhưng mà cuối cùng á là cái vong hồn nó cứ vất va vất vưởng ngoài đường là rất là tội nghiệp luôn À, rồi đó là cái mẫu chuyện thứ hai ha, cũng không có ghê lắm nhưng mà cũng cũng rất là ý nghĩa ha, cũng cho mọi người biết được một số cái kiến thức về cái tâm linh cũng như là 49 ngày và của riêng bên đạo Phật thôi nha, cũng riêng bên đạo Phật thôi. À rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai ha mọi người. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ ba Cái câu chuyện này thì lúc này là là bạn Vi thì bạn cũng đã lên được đại học rồi Thì bạn cái hôm đó thì bạn có uh, đi chơi với bạn bè của mình uh, Thì lúc đó thì hai chị em mà ngồi chung trên một chiếc xe Mới chạy ngoài đường và nói chung là cũng không có đi ý giờ giấc đâu Mà chắc có thể lúc đó là ngay cái giờ Linh là cái giờ 12 giờ trưa đó đang chạy xe ngon ơ á đường á thì nó cũng đông đúc mà cái đường thì nó cũng chán nhựa nó cũng rất là bằng phẳng đang chạy ngang để đa, đang chạy tự nhiên té ngã ngang nói vậy thôi cho đơn giản đang chạy cái bắt đầu đang chạy cũng hai ba chục con gái mà đâu chạy lẻ đâu đang chạy hai ba chục cái tự nhiên xe nó ngã ngang giống như là có ai đẩy vậy đó. à rồi té xuống thì cũng chạy Chụa tay chân này nọ đồ đó rồi cũng không cũng không sao thì cũng đứng dậy nhìn qua nhìn lại thì cũng không biết gì thôi cũng đứng lên đi về thì khi mà về như vậy rồi thì cái người bạn kia mới nói ơi mấy cái này chắc sao giống bị uh, ma đẩy quá đi hồi nãy uh, khi mà vừa té xuống tao có nhìn đồng hồ tao thấy là đúng 12 giờ mày thì chợ cái bạn vi thì bạn lại cũng nói thôi mày ơi có đâu nhiều khi là chạy nhiều khi là nó cán cục đá rồi 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 nó té xuống vậy nếu mà cán cục đá rồi khi mà té xuống rồi mày có thấy cục đá nào không thì bạn vi bạn cứng họng mà không trả lời được nhưng mà bạn vi là bạn cũng không có tin lắm thì cũng tầm khoảng cỡ hai ba tuần sau đó thì cái người bạn kia bắt đầu mới nói nó ê vi hay tao với mày đi coi bói đi tao biết có bà kia bả coi bói đồ cũng cũng được lắm á đó. đó thì bắt đầu là hai chị em con gái mà thì cũng phải đi coi bói thì khi mà đi coi bói tới đó đó là tới một cái tiệm hớt tóc bạn viên nói trời trời mày dẫn tôi đi coi bói sao mày không dẫn lên chùa hay là vô nhà này nọ đồ hay sao mà tự nhiên dẫn tới cái tiệm hớt tóc là làm sao phải không cái bà mà làm mướn trong tiệm hớt tóc này bả là coi bói đó bả dậy đó mà bả coi hay lắm à mới đi vô đó bắt đầu nói coi bói rồi ha thì bà kia bà kêu đợi chút tại vì bả đang uống tóc gì đó ha uống vừa xong cái là đi ra sau nhà coi à thì ngồi xuống mới vừa đặt đích ngồi xuống cái bịch một cái thôi bà kia bắt đầu là bà mới coi bài này nọ đồ ha coi bài xong bắt đầu mới nói mới nói với bạn vi nè con tin vi vi à, con á là có một cái vong nam mà đang theo con đó nha vừa nói tới đó thôi bạn vi á mọi người phải chú ý kỹ chỗ này là bạn vi là một cái người là cũng không có sợ ma cho lắm đâu nha Đối bình đối với bình thường đó khi mà nghe một người thầy bói người ta nói cái câu đó, đó là bạn bi nghĩ trong đầu liền rồi bà này chắc là bà rào trước đón sau nè. thầy bói nào cũng vậy vô ừ là con có vong nữ theo con có vong nam theo thì đương nhiên nhà mọi người mọi người sống tới bây giờ người nhà mọi người không lẽ không có ai không có ai mất, chắc chắn phải có người mất xong cái đầu nói xong cái mình liên tưởng ừ ờ, có thể ví dụ như mình đi à chắc không lẽ là ba ruột mình bà đi ba ruột mình cũng vừa mất ở cũng mất rất là lâu rồi. Ờ rồi bắt đầu thấy mình nghĩ tới bà ngoại mình hay sao đó. À, thì đáng lẽ là bạn vi bạn sẽ nghĩ như vậy nhưng không tự nhiên cái người thầy bói đó vừa vừa nói cái câu đó thôi nha bạn lạnh ha à, tự nhiên bạn bạn lạnh hết người bạn bạn nổi da gà nha mà trong khi bạn không phải là một cái người sợ ma nó kỳ lạ là cái chỗ đó nha thì bắt đầu là bạn mới bắt đầu là bạn cũng hơi sợ sợ và cũng hơi ớn ớn thì bạn mới hỏi kỹ ra cái người đó người nào à, thì bắt đầu là cái bạn là bói bói nói hết đây là cái người mà có cái mối quan hệ rất là gần với con trong gia đình đó, và cũng mất trẻ À, cũng mất trẻ Thì khi mà nói mất trẻ như vậy rồi Thì bạn Vy, bạn nghĩ tới ai? Bạn nghĩ tới cái người cậu chính Mà cái câu chuyện hồi nãy mình mới vừa kể đó À, là cũng mới vừa mất đây Mà cũng mất trẻ luôn À, kiểu như vậy ha Thì nghĩ tới như vậy rồi Bắt đầu là cũng đinh ninh trong lòng là như vậy Nhưng không Cái người thầy bói đường họ lại nói thêm Nói đó, theo con như vậy đó Thì cũng không có làm gì con đâu Tại vì kiểu như là hợp thôi À, hợp tại vì À, con tuổi tí nên người ta hợp người ta theo thôi nhưng mà con con nhớ là con kiểu như là kiên kỵ đi đi ngoài đường mà đi vào giờ trưa nha à, rất có thể là con sẽ bị dễ bị họ giỡn đi họ không có đẩy họ xô gì hết nhưng mà họ chỉ giỡn nhưng mà ma mà giỡn với người á, thì giống như á, là giống như là nó rất là mạnh nó không có giống như ý muốn của người ta đâm ra là con sẽ dễ bị ngã xe này nọ đồ đó thì nói tới lúc đó lại tiếp tục nổi da gà nữa có phải là một hai tuần trước mới vừa bị hay không đó là mới hỏi kỹ hơn thì bắt đầu là cái người cái người này người ta mới nói á nói vậy thôi á ngoài nãy á khi mà con vừa bước vô á ta nhìn á là ta thấy là có người đi theo rồi và bây giờ là họ đang đứng ở đằng trước cửa tiệm đó là tiệm hớt tóc đó đang đứng trước cửa tiệm họ không có vô được mà cái vong này hình như là cũng còn chấp niệm dữ lắm nha không có buông bỏ nha chứ nếu mà buông bỏ thì cái người này người ta mất cũng mấy chục năm rồi mà sao vẫn trong cái hình hài của một cái một cái đứa nhỏ vậy ta một cái đứa tầm khoảng cỡ một hai tuổi vậy ta còn về cái phần chấp niệm để hết câu chuyện này mình mình nói tiếp ha thì ngay lúc đó thì bạn vi mới gọi mới cố nhớ nó ủa vậy đâu phải là cậu chính cậu chính là, là, là mất năm đó là cũng 10 tuổi mà còn một hai tuổi thì đâu phải cái ngồi nhớ 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 bắt đầu là mới nhớ tới cái người bác cả mà ở đầu chuyện mình kể đó vừa vô câu chuyện mình vừa nói là bác cả là mất vừa sinh ra này nọ rồi đó rồi cái lúc đó đó là mới biết là bác cả theo đó rồi thì sau đó thì khi mà coi như vậy xong thì cũng cũng về xong rồi cũng à, cúng kiến này nọ đồ gọi về quê giờ bà ngoại cúng kiến này nọ đồ rồi thôi chứ cũng không có gì rồi cũng hạn chế đi trưa thôi thì đây là một cái câu chuyện nó không có liên quan gì tới ma cỏ cả chỉ nói cho mọi chỉ kể cho mọi người biết là à là bác cả ngay đầu chuyện mình có kể tới ha rồi bây giờ đã theo bạn vi như vậy thôi nhưng mình xin giải thích thêm về cái vấn đề về cái gọi là cái chấp niệm cái này đó là mình chỉ giải thích theo cái kiến thức mà mình tìm hiểu được thôi có thể là nó đúng cũng có thể là nó sai thành ra là có ai mà có biết về cái 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 kiến thức này để có thể là à, lên để mà chỉnh sửa mình để mà mình cùng nhau phát triển mình cùng nhau biết thêm nhiều về tâm linh ha thì về cái phần chấp niệm á theo như mình biết là khi mà có một người họ mất đi và nhất là những cái vong nhi nha những cái nhất là những cái người mà nhỏ tuổi mà dưới 5 tuổi nha thì thường mới có cái chấp niệm này chứ những người lớn thì thường thì lại không á thì chấp niệm khi mình gọi là buông bỏ và không buông bỏ à thì khi mà họ không buông bỏ có nghĩa là họ cứ ờ ừ, là họ mất cái năm họ một tuổi thì họ cứ biết là họ một tuổi như vậy thôi mặc dù là mấy chục năm trôi qua luôn nhưng mà họ không có chịu gọi là tiếp thu cái mới đó giống như là mình dùng cái ngôn ngữ mình cho, cho nó đời chút xíu đi là họ không không có chịu tiếp thu cái mới họ cứ muốn họ với cái độ tuổi đó hoài hoài luôn thành ra sau này có một người ờ ừ, là hồi đó mấy chục năm trước phá thai ra bây giờ sau này mấy chục năm sau luôn vẫn thấy con hiện về trong một cái hình hài của một đứa thai nhi là như vậy À, là gọi là không có kiểu như là không có buông bỏ cái chấp niệm. Còn những người người ta đã buông bỏ, người ta đã có chấp niệm rồi thì người ta sẽ à, sẽ bắt đầu là sẽ lớn lên, sẽ lớn lên từ từ và theo như một cái hình hài mà giống như là những người thân trong gia đình. À ví dụ như là cái người chị hai mất thì khi mà họ buông bỏ chấp niệm rồi họ sẽ nhìn theo cái người chị ba của mình là lớn lên sao, là sẽ có cái dốc dáng như thế nào, là họ sẽ lấy cái dốc dáng đó. Bởi vì họ muốn là giống như là em của mình được mẹ cưng chiều, mẹ chải đầu cho, mẹ mua đồ đẹp cho. Đó, thì cái người vong nhi mà cái người chị hai đó là sẽ bắt đầu lớn lên để mà lấy cái hình hài của cái người chị ba đó. đó à, là kiểu như vậy, hình ra là cũng có rất là nhiều câu chuyện mình nói ừ là hiện kiểu như là con, tuy là con đã mất rồi nhưng mà giống giống như là những cái đứa con đang còn sống là kiểu như vậy đó thì mình chỉ giải thích đơn, đơn đơn giản như vậy thôi đó là cái kiến thức mà mình mình tìm hiểu được nha có sai thì mong là anh chị cô chú bạn bè có thể là chỉnh sửa cho mình ha rồi đó là cái câu chuyện ngắn thứ ba bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện ngắn thứ tư cái câu chuyện thứ tư này thì uh, xảy ra vào năm 2012. À, lúc đó thì uh, ông ngoại của bạn uh, của bạn viên này thì cũng mất do là cũng lớn tuổi và bệnh già mất. Thì lúc đó là cũng uh, còn cũng bà ngoại cũng ở cũng thu thủ một mình ha. Thì uh, lúc đó thì uh, Người nhà đó thì cũng muốn uh, là bạn Vi mới ở chung với bà ngoại để mà cho có người hữu hỷ này nọ đồ ha mọi người ha nhưng mà mọi người biết đó thì thật sự là mình còn trẻ mà mình phải ở với một cái người lớn tuổi thì lúc đó thì nó cũng có rất là nhiều cái nó bất tiện đâm ra thì ok bây giờ sẽ ở chung nhưng mà sẽ là có một cái tấm vách à có một cái tấm vách giống như là mình nói nôm na là một cái phòng lớn rồi chia đôi căn phòng ra bằng một cái tấm vách đó mặc dù nó cũng ở chung thôi cũng đi qua đi lại cũng dễ dàng nhưng mà nó sẽ được cái riêng tư hơn đó. Thì à, khi mà bạn vi thì bạn bạn rất là thương bà ngoại chứ không phải là không thương nhưng mà thật sự thì người già họ có những cái mà à, rất là 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 khó chịu ví dụ như á, là à, khi mà đi đứng như vậy là rất là khó khăn và còn có tiếng chống gậy nữa, bà ngoại có cái gậy nữa. Mà người già thì thường là buổi tối là họ hay đi tiểu đêm nữa. Đâm ra là có một cái thời gian đầu bạn vi vẫn không có quen là bởi vì cứ tối ngủ như vậy là nghe cái tiếng thứ nhất là cái tiếng cục cửa cái giường cái giường mà bạn kiểu như là bạn vi bạn nằm bên đây đó bạn không có thấy ấy, nhưng mà bạn nghe âm thanh là bạn đoán được là bà ngoại sẽ làm cái gì và làm cái gì luôn á mới đầu nghe tiếng cục cửa cục cửa của giường có két rồi bà ngoại đang chở mình hoặc là ngồi dậy à, thì bây giờ nếu mà chở mình không thì cái tiếng có két nó dừng lại và im luôn còn nếu mà nghe cái tiếng cọp 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 nữa có nghĩa là bà ngoại đã ngồi dậy khỏi cái giường rồi sau đó mới chống gậy mới đi ra là cái thứ hai và sau đó là tới cái âm thanh thứ, th thứ, ba đó là gì là cái tiếng mở cửa do là dán ép này nọ rồi thành ra là mở cửa nó cũng nghe cái tiếng là cái cái đó rồi khi mở cửa là đi đâu thì chắc chắn là đi toilet là bắt đầu mới nghe cái tiếng cọp 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 đi ngang phòng mình rồi nghe cái tiếng két thêm cái thứ hai nữa là mở cửa toilet rồi nghe tiếng giật nước xong rồi đóng cửa nói chung là toàn bộ cái âm thanh đó nó diễn ra mà người lớn tuổi thì người ta đi rất là chậm chứ đâu phải là là bay nhảy như là tuổi trẻ đâu Thành ra là nguyên cả một cái quá trình nó mất tầm khoảng cỡ 15 tới 20 phút. Là 15 20 phút đó là bạn Vi bạn đâu có ngủ được. Nằm thì không phải là khó chịu gì đâu nhưng mà thật sự là mình không có ngủ được lâu ngày rồi mình cũng cảm thấy là mình cũng thật sự là cũng khó chịu ha mọi người ha. Đó. Rồi đó là mình 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 diễn tả như vậy sơ sơ cho mọi người nghe vậy ha. Rồi, bắt đầu 3 4 kiểu, kiểu như là phải là cũng phải là 2 3 tuần sau lúc này là mới quen với những cái chuyện đó rồi đâm ra thì cũng ngủ nghe được rồi ha đó thì bà ngoại đi đâu bà ngoại đi thì mình quen rồi mình ngủ thì mình ngủ Nhưng mà tối hôm đó đó bạn Vi đang ngủ á Thì bạn Vi lại bị đánh thức là bởi vì nghe cái tiếng gõ cửa Cái tiếng gõ vô một cái cửa giống như là một cái cửa sổ bằng kiến á À mà gõ là gõ 5 tiếng nha Gõ Gõ 5 tiếng mà gõ mà cái tiếng nó không phải là vậy tiếng gõ vô kiến nó khác thì bạn vi mới giật mình tỉnh dậy mới cũng nghĩ nó ủa bà ngoại đâu ta mà cái tiếng này sao nghe lạ quá ta không có giống như là những cái hành động thường ngày của bà ngoại những hành động thường ngày của bà ngoại thì lại không có nghe cái tiếng nó giống như vậy thì cũng ngồi tính vừa tính nằm xuống để ngủ tiếp thì bắt đầu là nghe tiếp cũng năm tiếng mà nó chậm rãi mà nó từ từ như vậy hả à, thì bắt đầu lúc này nó cũng sao kỳ vậy tay nó bắt đầu cũng ngồi dậy thì bạn vi bạn cũng tỉnh luôn rồi bạn cũng ngồi với bạn đợi coi là cái âm thanh đó để nó kêu thêm một lần nữa coi là mình định hình coi là cái tiếng đó tiếng gì thì ngay lúc này lại không có phát ra cái tiếng đó nữa mà lại là cái tiếng tách 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 cái tiếng tách tách này đó chính là cái tiếng cây quạt mái à tiếng của cây quạt mái mà mọi người kiểu như là bây giờ bật quạt lên rồi mà tại sao lại không nghe tiếng cái động cơ của cái motor của cái quạt nó kêu rồi nghe tiếng gió thổi phù phù mà cây quạt đó nằm ở bên phòng của bà ngoại nữa thì có nghĩa là có một người đó giống như là họ sẽ bấm bật xong họ bấm tắt hai nút á nút bật nút tắt đó ví dụ như là nút nút tắt và nút số 1 đi là cứ bấm tắt số 1, tắt số 1, tắt số 1, tắt cứ nghe tắt, tắt 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 hoài lúc này bạn mới sợ ủa sao sợ nhiều khi bà ngoại bật rồi sao không bạn Vi bạn khẳng định luôn bà ngoại không bao giờ bật được cái quạt đó. Tại sao vậy? Tại vì đó, thứ nhất, bà ngoại rất là lớn tuổi rồi. Mà cái quạt nó nằm ở dưới đất nữa. Một cái người lớn tuổi mà người nghĩ là không người xuống để mà bật cái quạt làm được không? Sao làm được? Cái lưng bị gai cột sống bị này bị nọ làm sao mà không xuống được? Rồi, bây giờ trường hợp thứ hai bà ngoại có thể là dùng cái cây gậy đó. Để mà cái gậy chống chân để mà chọt vô cũng được luôn nhưng mà làm sao mà cầm cái gậy mà chọn được tách 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 phải chọt từ từ phải là tách 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 thì nó mới đúng chứ đúng không còn cái này là tách 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 là không bao giờ đó là cái thứ hai cái thứ ba khẳng định thêm với mọi người luôn không bao giờ là bà ngoại bởi vì bà ngoại muốn tiến gần lại cái quạt cái quạt cách cái giường tầm khoảng cỡ 3 mét bà ngoại muốn đi lại cái giường là bà ngoại phải ngồi dậy phải chống gậy đi lại vậy thì cái âm thanh có két của cái giường đâu cái âm thanh của cây gậy mà chống dưới đất cọp cọp đâu rồi không thấy những âm thanh đó kỳ vậy và cứ tách 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 trong vòng 15 phút của bà ngoại lớn tuổi chứ đâu phải là bà ngoại là một đứa con nít mà năm sáu tuổi mà gặp cái quạt ngồi giỡn với cái quạt hoài đâu mà nó cứ tách 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 hoài như vậy luôn á trời ơi bạn này bạn nói đó là bạn sợ nha bạn ngồi bạn phân tích ý như mình đang phân tích cho mọi người nghe vậy đó bạn càng suy nghĩ thì bạn lại càng sợ bởi vì ông ngoại vừa mất và lúc đó vẫn còn trong 49 ngày của ông ngoại luôn. Và ông ngoại á, là cái người thường xuyên phải bật và tắt quạt cho bà ngoại. Bởi vì ông ngoại thì kiểu như là đàn ông thì có thể là khỏe hơn, có thể là không xuống được. Là lâu lâu ở nhà kêu là nghe kêu là ừ, anh ơi, ông ơi bật giùm tôi cái quạt, ông ơi tắt giùm tôi cái quạt. Là bà ngoại kêu ông ngoại tắt bật quạt đó. Đó là cái quạt đó chỉ duy nhất một mình ông ngoại đụng vô thôi. Còn gì để nghi ngờ nữa không? Chắc chắn là cái vong hồn của ông ngoại đã hiện về mà làm những cái hành động giống như là lúc mà ông ngoại còn sống ông ngoại hay làm vậy đó. Rồi thì bạn này bắt đầu là bạn cũng nằm như vậy hết 15 phút thì hết tiếng kêu tách tách thì bạn cũng ngủ tới sáng sáng hôm sau đó thì bạn ra thì bạn cũng nói chuyện lại với mẹ với ba thì mẹ với ba thì à, không biết có phải là không tin hay không nhưng mà thật sự là chắc là bạn còn nhỏ không có tiếng nói đâm ra là ba mẹ em nói ừ là thôi con ngủ con trong gào quá cuốc rồi nọ rồi thôi à thì mình còn nhỏ mình không có cãi được cũng im tới cái đêm thứ hai cái lúc này đó nha là kinh dị hơn có nghĩa là ông ngoại giả dạng bà ngoại luôn giả dạng ra sao tối đang nằm ngủ như vậy bắt đầu là nghe tiếng có két cái két cập cộp cộp két tiếng dội nước xào thì đó là toàn bộ cái chu kỳ mà của bà ngoại sẽ ngồi ra khỏi giường chống gậy đi tới cái cửa mở cửa chống gậy đi ngang qua phòng xong rồi đi tới cửa toilet mở cửa toilet ra xong đi vô đi toilet thì đó là một cái chuyện nó rất là bình thường của cái chu kỳ của bà ngoại bình thường chỉ khác một cái là ủa sao bình thường mình nhớ là mỗi lần mà nghe âm thanh như vậy là hai giờ mấy mà sao hôm nay là mới một giờ mấy mà bà ngoại đi rồi ừ thôi chắc là bà ngoại mắc tiểu sớm thì đi tiểu sớm thôi chứ có gì đâu cái cái đó là cái, cái, chuyện bình thường thôi đó thì lúc này bắt đầu là nghe cái tiếng dội cầu cái dội cái dội cầu như vậy thì mọi người biết mà khi mọi người bấm nước một lần á là phải khoảng cỡ ba bốn phút sau thì nước nó mới bơm lên mới bấm được thêm lần nữa đúng không thì nghe tiếng bấm nút tẹt xè ba phút sau tạch xè ba phút sau tạch xè mọi người thấy ủa sao bà ngoại đi gì mà sao bấm nước gì mà nhiều lần vậy trời bấm hồi nãy giờ cũng hai ba lần rồi vừa nghĩ tới đó thôi bắt đầu là mới nghe cái tiếng nước á mà ở trong cái toilet mới mở ra mà nó chảy xa 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 luôn tại vì cái bồn nước của nhà bạn vi để rất là cao đâm ra đó là theo cái lực nước á là cái nước mà ở kiểu như ở tầng ở, ở tầng thấp đó là mở ra là nước nó chảy rất là mạnh nó chảy mà nó đưa tay vô mà còn đau tay vậy đó đó là nghe xé như nè thì bạn vi bạn mới hết hồn á trời ơi trời bà ngoại làm gì mở nước kiểu đó rồi đi nhiều khi là dấp té mà bà ngoại lớn tuổi lớn tuổi rất là kỹ té tức tốc ha chạy ra khỏi phòng chạy không chạy một cái dù tới toilet mở cửa toilet đứng chết chân luôn không một người nào ở trong đó hết nước thì vẫn chảy toilet vẫn dội cầu mở cửa ra tạch xe nước chảy ao 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 bên này đứng chết chân tại chỗ không có một người nào ở trong đó hết phải hai ba phút sau mới trấn tỉnh lại mới đi vô mà vừa đi mà vừa rung nha cái tay rung 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 gì là khóa cái dòi nước lại tắt cái đèn đóng cái cửa chạy một cái dù về phòng nằm chùm mền đó là niệm phật không luôn cứ nam mô gì là phật nam mô gì là phật cho tới khi mà chìm vào giấc ngủ thì thôi đó rất là sợ lúc đó là biết ông ngoại đã 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 ừ là là biết mình là có mình nghe những âm thanh đó là mình sẽ biết bà ngoại thành ra là ông ngoại cố tình làm giống y như là bà ngoại luôn để mà dụ mình sao kiểu như là muốn chọc thôi chứ kiểu như là trong nhà không thì không phải là cái gì mà ác ý kiểu gì như là ừ là thấy con cháu mình thì chọc con cháu mình vậy thôi đó mà không biết dùng bằng cách nào mà để dụ bạn ra tới to để ra tới toilet mà chứng kiến được cái cảnh như vậy luôn nó rất là kinh dị mà lúc đó là một giờ mấy đêm nha mình diễn tải tả vậy chắc mọi người tưởng tượng được rất là rõ và nó rất là ghê ha mọi người ha đó rồi thì sau cái chuyện đó rồi đó nha thì lúc này qua hôm sau nữa mới kể lại cho ba mẹ nghe thì lúc này thì ba mẹ mới kiểu giống như là cũng hơi lúc này cũng tinh tinh rồi đó mới kêu ừ, thôi con để thử con dao trên đầu nằm coi coi làm sao rồi là mới chỉ cho học kinh chú đại bi nọ đầu lỡ có gì thì con đọc chú đại bi này nọ đâu nhưng mà con cũng hạn chế thôi bởi vì chú đại bi á là những cái vong mà khi họ nghe được họ rất là đau thành ra mà cái vong đó là ai vong đó là ông ngoại mà không lẽ gì mình lại đi quýnh người nhà đâu nhưng mà khi nào mà bất khả kháng mà ông ngoại chọc quá đi đó thì con đọc một vài câu đầu để cho ông ngoại đừng chọc với thôi nhưng mà bạn lại không có cơ hội bạn đọc cái bài kinh đó là bởi vì bạn khi mà bạn để con dao trên đầu nằm rồi đó là bạn không còn thấy bất kỳ cái vấn đề gì nữa. Đó và cũng cho hết 49 ngày này nọ rồi không còn không còn gặp gì luôn. Đó thì đó là kết thúc cái câu chuyện ngắn thứ tư nhưng mình ngưng lại đây mình nói về cái vấn đề để dao đầu nằm đó là rất hiệu nghiệm mình thì mình giờ mình chưa bao giờ mình kê để dao đầu nằm cả bởi vì mình thì thật sự là từ nhỏ nhỏ thì mình bị đè rất là nhiều nha mình cũng thường xuyên mình cũng bị mai chọc cũng một vài lần nhưng mà mà sau này mình lớn lên rồi thì mình cũng ít đó là chắc cũng may mắn ha mọi người ha nhưng mà vợ mình vợ mình thì thường xuyên đi đâu á cũng con dao không biết mình có để ở đây không ta mình có mỗi con dao mà con dao gặp á mọi người con dao mà để gọt trái cây mình mua có 15 lăm hai ngàn ngoài chợ thôi đó là mình để trong phòng làm việc của mình lâu lâu mình hay gọt trái cây cho vợ mình ăn rồi đó đó là cứ mỗi lần mà đi du lịch một cái đó à đi đà lạt đi đâu như vừa rồi là mình đi la ghi nọ đâu ha là lúc nào cái con dao đó cũng để trong cái túi đeo chéo của mình túi trước ngực nè đó là cứ tới tối là bắt đầu là kê con dao xuống cho vợ mình ngủ thì ngủ mới được đã chỉ còn không mà gặp khách sạn mà yên bình thì không sao nha chứ gặp khách sạn mà có chuyện một cái là vợ mình thức nguyên một đêm luôn không có ngủ được mà hỏi vợ mình có bị chọc hay không thì vợ mình không có bị chọc mà vợ mình chỉ nói đơn giản là tự nhiên xui khiến sao lại ngủ không có được kỳ lắm cứ nằm chút xíu cái tự nhiên giật mình mở mắt nằm xíu cái giật mình mở mắt mà cứ kê con dao xuống đầu nằm là êm xuôi hết đó đó là vợ mình luôn mà mình đã chứng kiến cái sự hiệu nghiệm của con dao luôn nha mọi người nha đó cũng là một cái một cái kinh nghiệm rất là quý báu mình biết là có rất là nhiều người biết nhưng không có nghĩa là ai cũng biết đâm ra là mình nói như vậy ai chưa biết có thể là sử dụng cái cách đó ha rồi đó là cái câu chuyện ngắn thứ tư bạn này bạn gửi về tới năm câu chuyện lận và đây chính là cái câu chuyện ngắn thứ năm cái câu chuyện này là sau sau một khoảng thời gian nữa lúc này đó thì nhà bạn cũng bắt đầu là sơn sửa lại đó thì à, mọi người mọi người có nhớ ở cái câu chuyện thứ mấy thì mình mình mất vào câu chuyện thứ hai câu chuyện uh, câu chuyện thứ hai đúng mà câu chuyện thứ hai mình nói là cậu chính mất trẻ xong lại không có được uh, uh, làm cái hòm không được để trong nhà mà để ở chỗ cái máy hiên đó đó thì ngay cái chỗ máy hiên đó mọi người bây giờ mọi người tập trung cho cái chỗ máy hiên đó nha thì cho tới cái thời điểm này đó là nhà đã được sơn sửa lại và sau đó là cái tận dụng cái chỗ máy hiên đó, đó để mà mới xây lên một cái phòng gọi là cái phòng khách và để một cái bộ sofa và một cái tivi ở đó luôn đó thì à, khi mà vừa xây cất xong mới để cái tivi như vậy thì ba ba rất là khoái tại vì người đàn ông trong gia đình mà xây cất nhà lên cái bắt đầu là giống như là cái cảm giác khoái tận hưởng đó mà tận hưởng cái kiểu ngộ đó mọi người cứ tới hai ba giờ đêm cái bắt đầu đi xuống dưới phòng khách cái mở cái tivi lên ngồi coi đó ngồi coi cái mẹ ra mày cũng chửi nó ông này bị khùng cái gì sáng không coi rồi chưa không coi chiều không coi nửa đêm coi tivi thôi bởi sáng coi thì trời ơi tụi nhỏ nó đứa nào nó dành nó mở rồi ba cái kênh gì hoạt hình tùm lum tùm la bà ấy, bà mê cải lương này nọ đồ nghe mệt muốn chết tôi tôi khoái coi thời sự thì chỉ có giờ này là tôi 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 có một mình tôi cái tivi thì thành ra là tôi xuống đây tôi mở tivi tôi coi với lại bà thấy không trời ơi tôi nói cái phòng này tôi mới xây lên đúng ghê luôn á để bộ ghế sofa để cái tivi nọ đồ ngồi nó sang trọng gì đâu à ý là ba ba tận hưởng cái thành quả mà ba mới vừa làm được đó nhưng mà ba chỉ tận hưởng khoảng cỡ từng lễ thôi chứ ai đâu mà thức đêm thức hôm cả từng lễ làm hoài sao được thì sau đó là ngưng ngưng tầm khoảng cỡ thêm một tuần lễ nữa là ba không còn thức đêm nữa giống như là tận hưởng xong rồi đó chán rồi đó không có coi nữa đó nhưng cho tới cái ngày kiểu như là ngưng một tuần rồi nha là cho tới cái ngày đó bạn vi bạn đang nằm ngủ thì bạn nghe cái tiếng tivi mở à cái tiếng tivi mở lên và nó lại nhảy ra một cái kênh của hoạt hình thì khi mà mở cái một hình như vậy rồi thì bạn, bạn, bạn thì chắc là ba thôi nghe tiếng tivi mới vừa mở lên điện tưởng là ba nhưng mà khi mà chiếu hoạt hình rồi bạn nói ủa không lẽ ba ổng đi coi hoạt hình mà ổng ghét muốn chết hả sáng mấy đứa em mình nó mở đi mở hoạt hình mà ổng còn coi rồi nó nói ba cái thứ tàu lao này mà coi cái gì đó thì không lẽ giờ mấy đứa nhỏ mà giờ này nó lén nó xuống dưới nó mở tivi nó coi trời trời ơi kiểu này mà ổng bả biết ông bả chắc quýnh cho quýnh thì thôi nhé luôn á nha cái mới đứng vậy À cái mới đứng dậy tính ra để mà rầy tụi nó kêu tụi nó tắt, tụi nó ngủ. Vừa đứng dậy một cái thôi nha thì cái volume á, à cái 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 âm lượng của cái tivi đó nha. Nó lên xuống mọi người. Nó lên xuống lên xuống mình nói giống như là nhạc trong mình nhạc trong vũ trường nó dập vậy đó. Cứ lên nè. À, 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 nó cứ lên xuống lên xuống vậy đó. Giống như giống như mọi người bấm đè dấu cộng hoài wow, cho nó 100% chứ mọi người bấm dấu trừ hoài wow, cho nó giảm xuống không vậy đó. Trời ơi, ơi nó quậy hết biết trời. Nó mở lớn gì rồi bà ngoại rồi ba mẹ xong cũng trời ơi, nó quậy kiểu này đó không được rồi. À, mới lẹ lẹ mới chạy xuống dưới mới chạy xuống dưới phòng khách. Im ru. Mà tivi vẫn còn mở nha, im ru ở đây có nghĩa là mà nó là cái cái âm cái âm lượng nó không còn tăng giảm nữa. Nhưng mà lúc này đó thì cái tivi nó trở về cái âm lượng trung bình là âm lượng tầm khoảng cỡ 2 30% gì đó đó. Và nó phát một cái kênh hoạt hình luôn mọi người. Nhưng trong phòng khách không có bất kỳ ai hết. Lúc này đó là bạn bạn vì bạn sợ bắt đầu là bạn mới kêu ba mẹ này nọ là xuống chứ mất công mình để tới sáng hôm sau mình nói lại không tin lại chửi mình trong gà quá cút thôi bây giờ kêu luôn. Kêu xuống coi luôn. À thì khi mà kêu xuống coi như vậy thì cũng nói này nói nọ ừ là nhiều khi đầu mốt nó bị cấn này cấn nọ này nọ Nhưng mọi người mới biết đó, cái tivi của bạn này đang nói tới không phải là cái tivi như ở nhà mọi người bây giờ hiện đại đâu. Tại vì á, ba cũng muốn mua tivi lắm nhưng mà do là dồn tiền vô để mà xây căn phòng khách rồi đâm ra không còn tiền để mà mua tivi nữa mà cái tivi đó là cái cái thời mà bạn nhớ mua lúc đó là năm 2000 lẻ mấy là nguyên cái tivi thùng đó, tivi mà nguyên một cái cục chà bá lửa đó. À là tivi đó đó nha, còn cái đầu mod đó bây giờ nó hư từ cái đời nào rồi. Muốn chuyển kênh gì đó là phải bấm nút rồi bấm nút tạch 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 còn muốn bấm lên lên xuống âm lượng là phải bấm nút tạch 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 tạch, tạch như vậy đó. Rồi thì lúc đó là cả nhà mới tin và lúc đó không còn tử là là bác cả hay là ông ngoại hay sao đó nhưng mà khi mà ngồi nhớ 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 lại mới nhớ à ngay chỗ cái phòng khách đó chính là cái chỗ á, mà ngày xưa làm đám ma cho cậu chính mà khi cái gọi là mở hoạt hình này nọ rồi nữa quậy phá tăng giảm âm lượng nữa thì 90% phần trăm người nhà nghĩ là cậu chính rồi à chắc có thể là cậu chính là cậu chính đã hiện về mà cậu chính quậy phá như vậy đó rồi bây giờ đó muốn chắc cứu thêm làm cái gì thử bây giờ lại ngay chỗ lúc đó thì cũng còn kiểu như là để kiểu như là bàn thờ mà không lúc đó là không có thờ cổ chính à, nhưng mà có cái bàn thờ của quyền như vậy mới thấp nhang lên cũng nói ừ là à chính ơi này nọ tại vì chính là dây em của mẹ mà ở ừ, chính ơi thôi à, lâu lâu lắm rồi em anh chị anh chị tưởng đâu là em siêu thoát này nọ đồ nhưng mà thôi em đừng có về em chọc em quậy phá trong nhà để mấy đứa nhỏ nó sợ này nọ nữa ha mọi người ha thì lúc đó vang vang vái thử như vậy xong ha bắt đầu là từ đó cho đi là căn nhà im xuôi luôn không còn bất kỳ cái vấn đề gì xảy ra cả rồi thì lúc đó đó mới khẳng định là <laughs> xin lỗi mọi người thì lúc đó mới khẳng định đó là một phần trăm là cậu chính cả nhà cũng rất là bất ngờ cũng không có nghĩ là Khoảng thời gian nó rất là dài như vậy Cũng mười mấy năm trời rồi mà cậu chính vẫn hiện diện ở trong nhà Và nhất là vẫn hiện diện ở ngay chỗ cái máy hiên mà đã từng làm đám ma cho cậu chính Vẫn còn ở trong đó luôn chứ chưa có chưa có đi đầu thai hoài, hay là vào chùa gì cả Mặc dù á, là cái cốt này nọ đồ đã gửi vào chùa, di ảnh gửi vào chùa Nhưng không có vào chùa mà ở nhà À, rồi thì đó cũng là cái câu chuyện à, thứ năm cũng là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn do một bạn tên vi bạn đã gửi về cái mail cho mình ha mọi người ha rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều thôi thì cuối clip này thì mình cũng xin lại một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đồng hành với mình vì đã đăng ký cho mình đó để mà mình nhận được cái nút bạc mình để ở đây ha mọi người ha và mình cũng hy vọng là đây là cái sự bất sự sự bắt đầu ha mình biết là trong kênh mình cũng có rất là nhiều những bạn mới vô đó nhưng mà Mọi người cứ yên tâm đi, mình sẽ phục vụ mọi người à, Có thể là một năm không được 365 ngày đâu Nhưng chắc chắn sẽ được một năm là sẽ được 360 ngày Mình chỉ xin phép trước mọi người là mình có thể là mình sẽ nghỉ 5 ngày Nhiều khi là có những trường hợp bất khả kháng hay sao đó Thì mình mới nghỉ thôi đó Nói chung là mình sẽ hoạt động làm sao mà một năm có thể là kể được 360 tập để phục vụ cho mọi người luôn chưa kể là những cái tập mà mình 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 ghép lại những tập theo chủ đề nữa là có thể là một năm là mình có thể là mình hơn 500 tập lần để mà phục vụ cho mọi người thì cũng mong mọi người sẽ chia sẻ sẽ đồng hành với mình để mà à, có thể là một cái tương lai mình không hi vọng là tương lai gần đâu nhưng mà có thể là vài năm nữa là mình sẽ nhận được một cái một cái nút vàng cái nút vàng đó không phải là mình ham hố cái gì nút vàng đó cả mà mình chỉ muốn muốn được phục vụ mọi người càng nhiều càng tốt thì cái nút vàng chính là cái minh chứng mình đạn mình đã phục vụ được một triệu người một triệu người có chung một cái niềm đam mê về chuyện tâm linh về chuyện ma và một triệu người đã yêu mến mình đó thì đó cái nút vàng là một triệu người mới được nút vàng mà thành ra là đó là cái minh chứng để cho mình cảm thấy mình tự hào và mình lại có cái động lực nhiều hơn để mình ngồi mình kể chuyện mai cho mọi người nghe hàng ngày nhiều hơn Để vì mình biết lúc nào ừ lúc nào cũng có một triệu người đang đang coi mình lúc nào cũng có một triệu một một triệu người đang xăm soi mình đó đang nghe mình kể chuyện mình sẽ phải kể hay hơn chứ mình không có dám kể qua loa để mà à, lấy tiền quảng cáo youtube này nọ đồ muốn kể sao kể rồi. giờ triệu người rồi muốn làm gì làm đó thành ra là mình mới nghĩ tới cái nút vàng là mình nghĩ là như vậy à, chứ không phải là mình kiểu như mình ham hố về cái nút vàng để trên đây thực ra là nếu mà nói về vật chất á thì mình cũng không có quan trọng lắm mà mọi người ha rồi cảm ơn một lần nữa cảm ơn mọi người rất 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 là nhiều luôn ha rồi vũ mập xin chào mọi người